Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Nóng Vlog và mình là Văn Nóng Lazada. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái mẹo để sửa máy tính khi mà máy tính các bạn bị lỗi Win nha. Được, ok. Thì đây mình có một cái máy tính như này. Lại có một ông khách để ông đến giao. Đây là của sửa chữa laptop 24 giờ. Rồi xem nào. Xem bên trong có thì đã. Cái ở máy không cài được Win thì hôm nay chúng ta cùng kiểm tra xem và khắc phục nó xem nó như thế nào. Ủa, wow. Trước máy tính đây, con HP này khá là ngon. Mình không biết mã này là gì. Rồi, lấy phụ kiện nó ra xem nào. Ủa rồi, như vậy là phụ kiện thì gồm có một cái đĩa cài Win 7, một số cái boot, USB, khá đầy đủ đấy, không có sạc chứ gì à. Rồi đây, sạc. Chúng ta sạc ở nhà mình cũng đầy mà. Rồi. Tại vì kiện nhận máy của khách nhưng mà kiểm tra xem đầy đủ có gì thì chả mình còn biết chứ. Nhiều bác lấy máy xong không kiểm tra xem mà gì, lúc mà giả thì cũng cãi nhau. Cái gì đây? Mật khẩu à? Biết ngay. Máy thường hay để mật khẩu ở đây. Rồi. Như vậy đây là một chiếc máy HP. Con này nó có cái gì biết không, nó có cả cái gì đây, sang gì đây, thẻ đại biểu các bạn. Ghê nhỉ. Thôi cái này là riêng tư mình cũng không xem là gì. Rồi bây giờ chúng ta hãy đi vào chiếc máy nha. Đĩa chắc mình cũng chẳng dùng đâu, mình có bộ riêng. À đây, xem là máy này là máy gì nha. Con máy này khá là đẹp đấy các bạn. Lâu rồi mình cũng sờ máy tính dưới tay. Như vậy con này là con Pavilion AU633TX nha. Đây, logo của nó đây. Con máy của nó đây nè, HP Pavilion AU6633TX. Lại hàng chính hãng của DigiWorld này. Sao DigiWorld lại có cái tem này nhỉ? Rồi, con máy khá là xịn đấy anh ạ. Rồi, giờ mình sẽ bật. Đây, con tem của DigiWorld này. Máy chính hãng mà. Nhưng mua lại mua của sửa chữa laptop 24 giờ ơi. Wow, con này có bảo hành tại nhà nè. Giờ mình bật máy xem máy tình trạng gì nha. Con này có cả màn hình rời này, ghi fork này. Cấu hình có vẻ khủng đấy. Xem cấu hình nhá. Cấu hình trên này nó cũng ghi mà. Con này là i5-720CU. RAM là 2GB à? Con này RAM có 2GB thôi. Rồi. Ok, bật máy đây xem máy tình trạng gì. Con này chắc chắn là lỗi Win rồi, thấy ông ấy bảo có lỗi Win. Lỗi Win, chưa có hệ điều hành. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cài thử Win con này nha. Cắm cái sạc đã để phòng trường hợp nó máy nó hết pin thì nó ngỏ bố lại một công cốc. Cẩn thận các bạn cứ cắm sạc cho mình nha. Con này thì lại đầu sạc thường. Mình thấy dòng ngày xưa HP có một số dòng nó sử dụng đầu kim như là CQ40 ngày xưa. Cái thời của mình chỉ có CQ40 thôi, CQ45, CQ60. Bây giờ thì nó ra nhiều mã hơn rồi. Ok. Trước hết khi cài Win thì không biết các bạn làm gì, nhưng mà thường mình sẽ hỏi khách hàng là xem có backup dữ liệu không. Và cái trường hợp này thì bạn bảo cần backup dữ liệu trước. Rồi, để backup dữ liệu thì mình sẽ cần một cái HDD box, cần một cái ổ cứng như này. Ổ này có dung lượng khoảng 500GB, còn trống khoảng 200GB. Thì mình sẽ backup cho khách hàng dữ liệu vào đây. Vì sao lại phải backup? Tại vì trong một số trường hợp mà cài Win có thể nó sẽ bị mất dữ liệu. Mà trong cái trường hợp này của bác này thì bác là bác đang bị lỗi cái phần vùng ổ cứng. Bác yêu cầu là backup trước dữ liệu rồi làm gì thì làm. Thôi ok, theo yêu cầu khách thôi thì mình cứ backup dữ liệu vào đây. Pop hết vào đây đã, xong rồi xem tình trạng ổ cứng như nào, rồi xử lý thôi. Công nghệ cái Win của mình thì chỉ có một cái ổ cứng 500GB này và một lô một lốc các loại USB từ 32GB đến nói chung là đủ các loại GB luôn. Mình có bộ sưu tập USB này, tất nhiên là USB để cái Win nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái USB boot hệ điều hành lên, à dùng boot bằng Windows Mini thì mình sẽ dùng cái USB này đi.
Rồi chúng ta bút vào USB. Cái USB mà có chứa hệ điều hòa, có chứa một cái hidden boot, ngày xưa nó gọi là đĩa cứu hộ đấy. Rồi bây giờ mình sẽ cắm vào cổng của máy tính nhá, cắm vào cổng USB này. Tao ta cắm chắc là ai cũng biết rồi. Rồi mình khởi động lại máy tính này. Control and then. Sau đó mình sẽ vào BIOS một chút, con này là F10 là vào BIOS này. Rồi mình sẽ chỉnh cái boot, tức là chỉnh cho cái USB mình sẽ nó boot đầu tiên và boot option này. Rồi mình sẽ chọn cái first boot là cái USB đi. Cái đẩy lên thì ấn phím F5 F6 à. Rồi nhưng mà con này nó boot được cả hai chế độ là UEFI và Legacy. UEFI thì dùng cho cái ổ cứng là LPT, GPT, còn Legacy là dùng cho các cái ổ cứng nó sử dụng cái hệ điều hòa dùng cái Master Core là MBR đấy. Rồi đây mình cũng sẽ chỉnh cái này lên trước này. Mình cũng chưa biết ông này đang set định dạng ổ cứng của ông là gì cơ. Mình cứ sẽ set đẩy cho cái boot lên hết bằng USB này. Nó có nhiều loại USB này. Rồi F10 để xếp này. Rồi khởi động lại. Bây giờ mình sẽ vào cái Windows Mini. Rồi nhá. Rồi chọn F9 này để chọn boot này. Ô con này như vậy là không boot được bằng USB rồi. Con này nó đang để ở chế độ boot khác. Mỗi bên lại một kiểu mà. Option này. Mình sẽ tạm tắt cái Legacy đi này. Rồi. Chứ, nhầm. Để enable chứ nhỉ. Xong rồi chỉnh như nào nhỉ? Mình chờ tớ nhé, mình sẽ lại nào. Xong nó sẽ có một kiểu khác nhau. Main này. Một mình con này bây giờ nó làm khác ấy nhỉ. Thì mình lưu lại sao? Này không biết lâu rồi, không biết bút của USB của gì ấy. Cái này nó chưa nhận USB các bạn. Mình khởi động lại nhé. Nó chưa nhận USB. Đổi cổng khác. Đấy, bây giờ nhận USB rồi này. Khổ lắm các bạn ạ. Tại vì trên con main nó có hai loại USB, USB 2.0 và USB 3.0. Thì tùy theo loại USB cũ thì bạn chọn cắm của USB 2.0 thôi nha. Rồi mình sẽ boot vào cái Windows của nó. Mình sẽ dùng cái Mini 8. Cái bản đấy lâu lắm rồi, lâu lắm mình cũng không update cái hidden boot này. Xem ổ cứng nào để copy dữ liệu sang đây. Các bạn lý nhá, các cái dòng máy tính xách tay nó sẽ có hai cái loại ổ cứng, nó là Legacy và cái UEFI.
Legacy là dùng cho những cái ổ cứng ngày xưa là MBR, còn UEFI là dùng cho các cái ổ cứng của nó phân vùng là GPT. Cài nó sẽ khác đấy. Rồi. Đây mình cần kiểm tra dữ liệu trước cho khách đã. Rồi để cho nó khởi động, nó add driver vào đây. Cái bản này thì nó có sẵn luôn cả cái driver. Tất nhiên là driver cho cái mini Win 8 này thôi. Nó có hay không driver cũng chả quan trọng gì. Máy đem gì có dữ liệu gì. Chờ chút nha, để mình gọi lại cho ông này, tại máy này đang không có dữ liệu gì cả. Đây là có hai ổ này, ổ C này và một cái ổ là ổ G. Như vậy ổ C là ổ cài hệ điều hành này. Thì nó có cái hệ điều hành Windows thôi, chẳng có gì. Còn cái ổ này thì nó chỉ có mỗi cái file cài AutoCAD mà làm gì có dữ liệu gì. Rồi, chờ chút để gọi cho khách.